Ngủ Nhà ở đâu? em ở mãi ngoài Tuyên Quang, Tuyên Quang à? cái nồi cách mạng. Giờ đi đâu? Bọn em đi xem chỗ nào có rượu ngon, bạn Hiền thì ghé chơi. Công an chặn. Hả? Công an chặn. Công an chặn. Cứ ngồi im đấy, không hạ kính. Dạ. Hạ kính hỏi nó là làm sao. Sao sếp ơi? Dạ. Anh nhá. Dạ. Thông báo anh là xe mình bị tốc độ anh ơi. Đường là tốc độ tối đa chạy 80 thôi. Dạ. Xe tới đi tới nhà mình không quen. Quá bao nhiêu ấy? Quá bao nhiêu sếp? Quá bao nhiêu sếp? Sao anh ơi? Quá bao nhiêu sếp? Anh quá 8 cây, 88 đến 80. Đó, lấy chút. Xin phép sếp cho em sử dụng cái quyền công dân tẹo nhé. Đâu sếp cho em xem cái hình ảnh xe em bị quá tốc độ đúng không? Đúng rồi em. Quá đoạn nào sếp nhỉ? Em viện ở km 89. Rồi cho em xem, cho em xem cái hình ảnh. Rồi anh cho em xem, nhưng mà em là lấy em gọi lái xe xuống làm việc đi. Rồi ok. Cầm đây. Dừng mình tĩnh, chiếc xe nó quá mất rồi em. Mình đi quá không mình lái quá cũng trình bày cho anh em. Là anh là em lần đầu tiên đi trên tuyến này thì có quá đúng không? Em đi quá không là em phải là người biết chứ đúng không? Ra là bọn em lạ, bây giờ sếp đọc cái km bao nhiêu nhỉ? Km 98, đây là km 101. Thì thực ra là cái sếp đọc thì bọn em có biết đoạn nào nó vào đoạn nào. Đấy, đáng lẽ ra ấy là em này. Anh thích em nhé. Đáng lẽ ra là em khi nào em đi xử lý thì anh mới cho em xem hình ảnh. Đã. Đây là như để em biết em vi phạm ở chỗ km nào thì anh cho em xem. Đấy, chứ đúng quy tắc ra ấy là khi nào ấy em đi xử lý là anh để cho em xem hình ảnh đầy đủ. Xử lý không học hết. Giờ anh sẽ dẫn em về trụ sở cho em xem. Đấy, nhưng bây giờ em chưa biết vi phạm ở đâu. Anh sẽ cho em xem. Được chưa? Để lần sau em biết. Em rút kinh nghiệm vì trên đường này tốc độ tối đa chỉ chạy 80 thôi. Em hiểu chưa? Nếu như chưa biết thì để lần sau mà rút kinh nghiệm điều khiển xe cho đúng tốc độ. Nếu như lần đầu em đi trên tuyến này thì vấn đề là như thế, em hiểu chưa? Đồng chí lái xe này vào đây cho xem hình ảnh. Đi. Đấy, có gì đâu mà. Em là chủ xe, xếp cho em xem ké với nhá. Được rồi, mời anh xem thôi, cứ cất máy đấy để cho xem thôi, có gì đâu. Trước khi, vừa nãy đầu kia em đã xin phép em sử dụng cái quyền công dân. Không, được rồi, anh cứ sử dụng thoải mái mà. Anh cứ sử dụng, anh không phải xin phép, nhưng có quyền. Xin phép cái sếp gì, nó mới đúng cái thủ tục nhỉ. Bệnh công dân thì công dân như đâu phải cứ cầm cái điện thoại mà chĩa mặt các sếp, người ta đập điện thoại đi. Không, không ai đập đâu, hủy hoại tài sản đấy. Nếu mà hủy hoại tài sản. Đây là xe đây. Ủa xe nào? Đấy, km 98, được chưa? Cái này đấy, cái này chúng là chỉ là nhắc nhở bọn em. Dạ, quá tốc độ nhưng mà trong phạm vi nhắc nhở được, anh nhắc nhở bọn em lần sau đi rút kinh nghiệm, để ý, được chưa? Dạ. Thì để sau đi trên thêm nhá đi cho các em rồi nhìn, rồi em mời em quen cái đoạn xe, đấy lái xe đây cho em xem. Này, không biết đâu, tí nữa vừa nãy em chạy đấy, toàn tuyến này tôi đang chỉ 80 thôi này, từ km 0 đến km 101 đây là hết tuyến này của bọn anh này là 80 hết. Xem là toàn đến ngay km 101 này luôn là hết luôn rồi, đường bọn anh quản lý là hết rồi. Ở đây khúc bên kia thì lại của tổ khác à sếp? Bên kia của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Huế. Của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ km 101 đổ sang bên kia lại của Huế. Đúng rồi. Quá không, đâu kia kìa. Đấy còn lại thêm 70 mét nữa. Em tưởng cái này là phải của cục chứ sao lại Huế lại lên đấy làm được nhỉ? Không,
bọn anh chỉ có đường này còn đưa đoàn đoàn từ đấy vào trong kia là không phải cao tốc. Đấy là đoạn La Sơn Túy Loan, Túy Loan kia là không phải cao tốc. Đường nhánh lên cao tốc. Thế mà tí nữa thì mấy lần em lại xuống em lại trêu mấy sếp kia thấy biển Huế đứng ở trên đấy. Lại là dân mình không hiểu. Không có mấy lần thấy đứng ở trong cái đoạn chỗ gần bên trong trạm dừng nghỉ ấy. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Là đúng Huế thì. Đường của Huế mà. Đường nhánh dẫn đường dẫn cao tốc. Không, vẫn đường này cơ mà. Đường này thì bọn anh đến là 101 cộng 700 là hết. Thế nhưng mà vẫn thẳng đường này vào Đà Nẵng mà. Thẳng vào Đà Nẵng thì là đoạn đây là của Huế. À. Con đường Huế. Thế mà mấy lần em thấy các sếp ấy đứng làm luật cho nên em lại cứ tưởng là các sếp ấy đứng sai chỗ. Thôi, anh em nhìn thế là nhìn nhầm. Thôi xin chân thành cảm ơn sếp sếp gì nhỉ? Em biết tí tên như hôm nào cũng mưa mưa đâu. Anh em ở đâu ơi? Nguyễn Đắc Giáp. Xin chân thành cảm ơn các sếp. Phải nói là đúng những người dân lạ đường mà gặp được các sếp này mới gọi là chân ái này. Anh em hỏi vi phạm đâu thôi. Nói luôn cho các xe sáu rút kinh nghiệm. À đúng rồi. Lần đầu đi lên tuyến. Không đáng kể là vừa nãy là em chạy đấy nhưng mà em lại ngủ. Nhà ở đâu? Em ở mãi ngoài Tuyên Quang. Tuyên Quang à? Cái nồi cách mạng. À. Giờ đi đâu? Bọn em đi xem chỗ nào có rượu ngon bạn Hiền thì ghé chơi. À. Mà nếu có gái đẹp nữa càng tốt. Thế là các sếp là từ km từ cái đoạn chỗ trạm dừng nghỉ Túy Loan La Sơn đấy. Không, ngoài kia chứ, ngoài Cam Lộ ấy. Rồi biết ngoài Cam Lộ nhưng mà từ đến trạm dừng nghỉ kia. Không, đến km. Đến hết cái đoàn cuối đoàn đấy. Có ai cầu vượt kia? À, đấy. Thế còn bên kia là mấy anh Huế lên làm? Đó, mấy anh Huế, cũng phải mấy anh Huế, mấy là đường của Huế chứ, địa phận của phòng cảnh sát giao thông công an. Thì biết rồi, từ ở trước cái khu bảo tồn Bạch Mã đấy. Đổ ra trạm dừng nghỉ La Sơn này là của phòng Huế. Cái sáng đấy, trước cái sáng rồi. Thấy cái em đi vào thấy cái sáng đấy không? Rồi. Trước cái sáng là từ cái cây xăng đấy mà đổ vào đến trước hết. Của địa phận Đà Nẵng. À, đúng rồi. Là Huế bây giờ phòng quản lý. Đúng rồi. Chứ không phải của cục. Đúng rồi, phòng quản lý. À, hay nhỉ. Thì nói phân cấp của lãnh đạo cấp trên như thế thì thế thì đấy đấy các sếp phải nói đấy để em quảng bá cho anh em nó biết. À, không, không nhiều khi là có mấy anh em nó cũng cứ băn khoăn nó bảo mấy ông Huế lên đây đi ăn vụng. Có mấy lần có mấy may là không mấy lần tí nữa thì em là đi bắt vạ các bác cái sai. Có mấy lần nhưng mà đây chuyên đi cất vẫn ghi à thì nó cũng phải có tí gọi là minh họa thôi. Có hình ảnh minh họa lên TV xác nhận đấy. Như anh em thấy nhá, là như hôm nay có những lời dẫn chứng của anh Bắc nhỉ. Anh Đắc, anh Bắc nhỉ? Bắc. Và anh Bắc với cả cái sếp ở trên cục này cũng đã giải thích rõ là cái từ cái đoạn trạm dừng nghỉ La Sơn Túy Loan ấy mà đổ vào là mấy anh phòng Huế anh quản lý, chứ các bác đừng có bảo là mấy anh ấy lên đấy ăn trộm buổi đêm là lên đấy các anh ấy đưa của họ cua gậy vào mồm cho anh, chứ không phải là các anh đi làm việc đúng ấy, chứ không phải là các anh đi làm trộm đâu nha các bác nha. Rồi lên đường thì nó bình an. Rồi xin chân thành cảm ơn đấy. Lực lượng chức năng đây chúng ta cũng phải biết là cái đoạn đường này là được tham gia với cái tốc độ là 80 km/h thôi. Đường thì mang tiếng là cao tốc, nhưng mà cao tốc của Việt Nam thì tốc độ nó lại thấp hơn với cả những cái đường quy chuẩn bình thường. Đấy nên là quy định của các anh đưa ra nên là lực lượng chức năng cũng chỉ thực hiện theo đúng cái nhiệm vụ chức trách của mình. Nhắc nhở những lái xe mới đường lạ đi qua đây. Nên là anh em chúng ta không nên băn khoăn tại sao được đi 80 mà đó là quy định. Xin chân thành cảm ơn các sếp. Anh em lên đường tự an, tự ý nhé. Chúng tôi vô tình gặp những cái đoạn đường nó hơi lạ. Thế là nó hơi quá một chút tốc độ, nhưng mà các sếp rất là linh động nhắc nhở. Một lần nữa thì chúc cho anh em tham gia giao thông trên những cái tuyến đường cao tốc phản khoa học của Việt Nam này thì cũng đi cho nó chuẩn tốc độ, đừng có ngứa chân nên là đi quá tốc độ là ăn đòn đấy các bạn. Một lần nữa thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Lâu ngày quá tôi cũng không có cái dịp nào để mà ra video mà nó cũng chẳng có lý do nguyên nhân gì. Hôm nay đi cùng một người em của tôi nữa thì xem ở đâu có
rượu ngon bạn Hiền thì ghé chơi. Hôm nay em mới đang chạy. Đây là gần km 101. Đó. Rồi, hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo nhá. Nó cũng chẳng có cái nguyên nhân lý do gì nên là cũng đợt này nó cũng bận quá nên là cũng chẳng có ra được video.